Hôm vừa rồi, Nam có lên thăm anh. Nam kể cho anh nghe hết mọi thứ. Cho nên anh về để gặp em ngay. Mọi chuyện thật bất ngờ quá. Còn hơn là bất ngờ nữa anh à. Tất cả mọi thứ dường như chỉ có trong trong tưởng tượng. Anh cảm thấy rất thương em và Nam. Cứ gặp hết trắc trở này, rồi lại đến trắc trở khác. Ai cũng nhận những trắc trở, đau buồn và nước mắt từ ba em, ba Nam, mẹ Nam và cả anh nữa. Anh chỉ buồn vì anh yêu mà không được yêu. Nhưng ít ra anh còn nói được và than thở được qua những giai điệu lời hát trong sáng tác của anh. Anh chỉ lo cho em vượt qua sóng gió này, rồi lại đến sóng gió khác. Em dù sao cũng đủ sức chịu đựng, bởi vì đó là số phận, đó là sự thật. Em chỉ lo cho Nam, sợ Nam không vượt qua nổi cú sốc này. Vậy còn tình yêu em dành cho Nam thì sao? Đó là tình yêu vừa bắt đầu, một tình yêu còn đọng lại tình chị em. Không ngờ bây giờ lại là chị em thiệt. Em cầm đi. Nhật Quỳnh à, những gì em nói anh đã nghe, nghe đi nghe lại rất nhiều lần, thậm chí thuộc từng câu, từng chữ và từng nhịp thở của em trong đó nữa. Anh muốn gửi lại cho em, vì đó là món quà anh dành riêng cho em. Những bài hát anh viết tặng em cũng thuộc hết từng chữ và từng ý mà anh gửi vào trong đó. Em không ngờ là người em gọi là anh trai lại yêu em nhiều đến vậy. Em hát những bài hát của anh hay lắm. Sao anh biết? Anh có đến phòng trà và ngồi phía dưới lắng nghe. Anh xúc động khi em nói là em cảm ơn anh, người nhạc sĩ mà em yêu mến nhất. Vậy mà em lại nói với mọi người là anh không có mặt ở đó. Quỳnh, anh muốn nói với em một điều là anh vẫn luôn nhớ em và anh vẫn yêu em. Anh biết là điều này anh không cần phải nói ra, nhưng vì cuộc sống này có nhiều biến đổi quá, anh vẫn muốn tự mình một lần để nói trực tiếp với em, dù cho có ra sao đi nữa. Anh rất yêu em. Em đừng lo lắng nhiều. Anh không có ý gì đâu. Bởi vì anh biết là ở trong trái tim của em, anh đã ở trong một cái ngăn gọi là rất mến rồi. Em cảm ơn anh. Anh luôn là một người rất đặc biệt mà em sẽ giữ mãi. Em cũng vậy. Em là một người mà anh sẽ không bao giờ quên. Anh đã gặp Cao Đức và chú Thiên. Họ cảm động lắm.
Họ muốn được gặp lại em. Vậy hả? Anh Đức và anh Tiến khỏe không anh? Mọi người bây giờ cần cố theo thời gian. Giờ anh Đức qua đời, anh ấy sống một mình với thằng con trai tốt nghiệp về nhạc sĩ sáng tác. Chú Tiến thì lại cạo đầu trọc. Chuyện gia đình vợ con cũng dang dở, bây giờ ở một mình. Tình cờ ba anh em gặp nhau, ai cũng ở một mình. Hình như những người nghệ sĩ đều không may mắn về đường tình duyên. Con chào mẹ. Chào Nam ba. À, con ngồi đây đi con. Ngồi lại gần mẹ đi con. Mẹ biết. Mẹ đã gần như hủy hoại đời con. Nhưng đó không phải là do mẹ cố ý. Mẹ xin con hãy tha thứ cho mẹ. Con à, dù không nuôi con một ngày, nhưng nhờ có người này mà con được xuất hiện trên đời. Dù có đau lòng, dù có phũ phàng tới đâu, thì đây cũng là ba con. Mẹ xin con hãy gọi người này một tiếng là ba đi con. Ba và mẹ đều có lỗi với con. Có thể là không có gì có thể bù đắp được cho con. Ba chỉ mong con tha thứ cho ba thôi. Nam, ba xin lỗi, hãy tha thứ cho ba. Con xin lỗi. Con như vậy, bà cũng đau lòng lắm. Bà cảm ơn ông trời đã cho bà được gặp con. Nếu không, bà đã vô tình, đã có lỗi với trời đó. Vì đã bỏ rơi đứa con của chính mình. Bây giờ, con có giận, con ghét, con hận ba cũng được, con không chấp nhận ba cũng được, thậm chí con hất hủ ba cũng được.
Nhưng con à, con hãy cho phép ba được lo lắng và yêu thương con. Dĩ nhiên không thể đền bù được những mất mát của quá khứ, nhưng ít ra ba được làm một cái gì đó với trách nhiệm của một người cha. Ba không giành giật con từ ai hết. Ba cảm ơn ba con, ông Phương. Và phần nào ba mang ơn ông ấy. Con à, ba hứa là ba sẽ mang ơn ông ấy suốt đời. Người nuôi con và cứ mang con suốt 20 mấy năm qua. Thật sự ba luôn mong muốn con gọi ông ấy là cha. Con à, con đừng đau lòng vì phải gọi hai người là cha, mà ngược lại con phải hãnh diện bởi vì hai người cha đều yêu thương con. Nam à, con cho ba được ôm con vào lòng. Để ba biết ba là cha của con. Tính giờ bạn sắp đến ngày thi có hồi hộp không? Dạ có. Nghe anh dặn nè, anh muốn hai đứa phải tập vợt cho thật kỹ và chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt nhất, tại vì cuộc thi nó không đơn giản như các em nghĩ. Em cảm ơn anh Hiền nhiều lắm. Từ xưa đến giờ em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được như ngày hôm nay. Có gì đâu. Em thì cũng nghĩ mình đang sống trong một giấc mơ, và em hy vọng giấc mơ đó đừng bao giờ chấm dứt. Giấc mơ thì sẽ không bao giờ chấm dứt, dù là hiện thực hay là giấc mơ. Anh vẫn muốn hai đứa làm những gì tốt nhất có thể. Dạ, em hứa em sẽ không bao giờ phụ lòng anh và chú Dũng. Em cũng vậy. Ừ. Anh Hiền, cho em tham gia với. Em cũng muốn đi vào giấc mơ cùng với Mai. Quang hô chị Quỳnh. Em nói thật hay nói chơi đó? Em nói thật. Có nghiêm túc không? Ừ. Em làm cho anh ngạc nhiên quá. Nếu mà em thi, anh sẽ viết cấp tốc mấy bài hát. Anh rất là vui. Không chỉ anh vui mà chắc chắn là bác Dũng cũng sẽ vui nữa. Hôm nay vui quá. Hay là để cho anh mời em và hai đứa một bữa tiệc được không? Một bữa tiệc là gỏi cuốn với lại nước mía. Giữa vòng đời chờ em hạnh phúc quay về trong vòng tay bao dung. Lối lầm rồi sẽ có tình yêu rồi sẽ đến giữa mùa xuân cuộc đời. Hạnh phúc vẫn quanh đi dù sông đời nghiền ngẫm. Hạnh phúc vẫn quanh đi trong tình người bao nhiêu. Buồn đau sẽ qua đi xa xôi ngày chia ly. Con thuyền về bên nhau hạnh phúc vẫn xanh thôi. Hãy hát lên đi để gió đưa mây bay về miền
Cảm ơn nhiều nha. Nằm mơ tôi cũng đâu có nghĩ là ngày hôm nay mà anh lại giúp tôi vậy. Hồi xưa mình là tình địch, còn bây giờ là bạn. Làm hả đẹp? Mấy cái ý định của ngày xưa đó, giờ tụi tôi lắm đứa rồi, bỏ ngang. Bỏ xóa hết. Không nghĩ gì hết trơn á. Không biết cô dâu thì sao rồi hả? Không biết thay đồ xong chưa? Ê, hình như bây giờ là sắp xong rồi đó. Mà lâu dữ vậy. Ê, hay là mình vô trong mình coi thử coi sao. Thì nôn quá. Nôn thì qua bển coi đi có sao đâu. Đi nha. Đi. Đẹp quá. Đúng nữa. Ê, đẹp quá trời luôn. Lâu quá vậy, chưa có xong mà. Một lát nữa còn gặp. Làm gì gấp quá vậy? Đi lẹ. Đi. Xin mời quý vị chào đón hai nhân vật đẹp nhất ngày hôm nay. Cô dâu Út Nở và chú rể Lê Tiểu. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày rất đặc biệt của em tôi. Đó là chú Tiểu và cô Út Nở. Tôi đại diện cho gia đình hai bên xin gửi đến tất cả các quý vị lời cảm ơn chân thành nhất. Quý vị đã không quản ngại đường xa xa xôi, đã đến chung vui cùng với gia đình của chúng tôi và cô dâu chú rể. Đáng lẽ ra cô Dạ Lan, cô của cô dâu, sẽ có mặt ngày hôm nay, nhưng vì lý do sức khỏe không cho phép. Bởi vậy tôi xin thay mặt đàn trai cũng như cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô làm con cảm động quá. Cô, hôm nay cô đi được, cô mừng quá. Tại bạn đã nhiều cô, chứ làm sao cô đi được. Kính thưa quý vị, thật là bất ngờ khi cô Dạ Lan, cô cũng nở có thể đi đứng lại được. Đó là một niềm vui lớn cho cô dâu Út Nở cũng như hai họ của chúng tôi. Và tôi thiết nghĩ cô Dạ Lan sẽ đại diện cho gia đình nhà gái có đôi lời với quý vị. Thưa quý vị, thật là bất ngờ khi hôm nay tôi có thể đứng đây. Và mặc dù khó khăn, nhưng tôi có thể đến đây đại diện cho nhà gái. Tôi thương Út Nở như đứa cháu.
hôm nay trong khung cảnh hạnh phúc nè. Tôi cứ nghĩ Út Nở như con gái của tôi vậy. Út Nở ơi, cô mong con và chú Tiểu sẽ hạnh phúc suốt đời nha. Và sau đây tôi xin mời cô dâu và chú rể chung tay cắt chiếc bánh cưới và uống rượu giao bôi. Lâu lắm rồi tôi mới được chứng kiến cái niềm vui và hạnh phúc như ngày hôm nay. Và hôm nay tôi cũng nhận được một niềm vui còn hơn cả hạnh phúc. Tôi xin chia sẻ niềm vui đó. Và tôi cảm ơn mọi người có mặt ngày hôm nay. Sau đây là lời phát biểu của em tôi, là chú Lê Tiểu. Lời nói đầu tiên, tôi xin có lời cảm ơn với sự có mặt của tất cả mọi người ngày hôm nay. Kế đến là em xin cảm ơn anh. Người anh cũng là một người thân duy nhất đã cưu mang và dạy dỗ em bao lâu nay. Và lời cảm ơn sau cùng cũng là lời cảm ơn quan trọng nhất tôi xin gửi đến người tôi yêu thương, là người đã đồng ý làm vợ của tôi và đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc đời này, Út Nở. Dạ, Út Nở cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui với lại Út Nở và anh Tiểu. Em cảm ơn anh. Anh đã chấp nhận như là một người chồng cũng như người tình đầu tiên của em. Út Nở hạnh phúc lắm. Út Nở muốn tung bó hoa này lên để cho ai bắt được bó hoa này sẽ là người tiếp theo được hạnh phúc cũng như Út Nở và anh Tiểu.
Mời tất cả các cô gái, ai chưa lập gia đình bước lên nhà. Ra đi, ra đi. Chuẩn bị chụp ba nha. Ra ngoài đem. Lên đây nè. Chuẩn bị nha. Một, hai, ba, ba. Chuẩn bị nha. Hai, ba, ba.